thì mấy ông phải xài hàng chất lượng thôi. Ống nhựa UPVC, HDPE, PPR và phụ kiện của thương hiệu Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đức đặc chuẩn quốc tế. Ống nhựa Hoa Sen đúng là vừa tốt luôn à. Lại bền trong. Ống nhựa Hoa Sen, những nguồn hạnh phúc. Kính chào quý vị và các bạn. Đêm qua, sáng sớm nay, nhiều tỉnh thành miền Bắc có mưa dông do gió đông nam ẩm phát triển mạnh từ mặt đất đến độ cao 5.000 mét. Không những mưa trên phạm vi rộng mà còn xuất hiện những điểm mưa lớn với lượng từ 38 đến 98mm trong 12 tiếng như tại Hà Giang, Nam Định hay Quảng Ninh. Cá biệt, tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh thì mưa như chút tới 148mm. Đến lúc này thì gió đông nam đã yếu đi, vì thế dự báo chiều nay ở miền Bắc trời tạnh ráo, nắng nhẹ gián đoạn. Nhiệt độ sẽ ở mức vừa phải. Thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, Cai, Điện Biên Phủ và Sơn La trong khoảng 28 đến 31 độ. Nhìn chung bầu không khí khá là dễ chịu. Các tỉnh thành miền Trung thời tiết sẽ có sự phân hóa trong chiều nay. Nửa phía Bắc trời nhiều mây, có mưa dông rải rác. Nhiệt độ tại các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới và Huế đều không quá 32 độ. Trái lại, từ Đà Nẵng xuống Phan Thiết ít mưa, phần lớn là nắng đẹp và nhiệt độ cao nhất 32 đến 33 độ. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông đang có dấu hiệu giảm dần khi giải hội tụ nhiệt đới suy yếu, hội tụ gió trên các tầng cao cũng không còn. Dự báo hôm nay, mưa xuất hiện khoảng 1/2 diện tích khu vực trong thời gian ngắn lúc chiều tối và lượng thì cũng không lớn. Còn từ nay đến chiều, trời nắng mây xen kẽ, nhiệt độ tại các thành phố Pleiku, Buôn Ma Thuột hay Kon Tum từ 29 đến 32 độ. Nền nhiệt của Nam Bộ như thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố Cần Thơ, Cà Mau, Vũng Tàu trong khoảng 32 đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang bao gồm các quần đảo Phú Quốc, Thổ Chu, Côn Đảo tiếp diễn mưa rào rải rác khiến tầm nhìn giảm xuống 4 đến 10 km. Riêng khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau cảnh báo thêm lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Ở ngoài khơi xa, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa ít mưa, có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km và gió khoảng cấp 3, cấp 4. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các vùng trên cả nước trong chiều và tối nay.